bảo kê mấy cái sới bạc, mấy cái quán bia sống tạm. Chứ còn cái gì mà có... Thôi anh ạ. Anh có dặn gì không để em té? Dặn gì? Tự dưng anh trả cho em một đống tiền. Ok, coi như lần trước em giúp anh thoát, cộng thêm chi phí tình cảm. Nhưng mà tiền nhiều quá, ngồi chơi mãi không được. Mày đang làm bảo kê cho anh còn gì nữa? Định làm thêm gì nữa? Nói thật, em chưa thấy một công ty bán cát nào mà lại khắt khe trong việc bảo mật như ở đây. Từ ngày em về, đây là lần đầu tiên em bước lên cái phòng này. Anh làm gì mờ ám đúng không? Mờ ám thì sao? Mà minh bạch thì sao? Thì anh nói để em còn rút. Chứ em vừa mới ở trỏng ra, còn đang trong thời gian chịu quản chế. Nếu mà có làm gì vớ vẩn thì xuân này con lại không về. Em chán cái cảnh cơm cân với áo số lắm rồi. Mày đang bảo kê cho anh mà. Bảo kê mấy cái sới bạc, mấy cái quán bia sống tạm. Chứ còn cái gì mà có... Thôi anh ạ. Vậy là sao? Thì anh cho em nghỉ, em trả lại tiền. Mày yên tâm, tao còn ngại dính vào cái chuyện đấy gấp vạn lần mày. Chính vì thế anh mới muốn mày có mặt ở đây. Là sao ạ? Mày tưởng tao cần mày đấm đá, tao cần mày máu liều? Không có. Cái anh cần mày là sự thông minh, là sự điềm tĩnh. Cái thằng như thằng tính chậm, nổi lên trước sau cũng bị vớt. Mày tưởng anh sợ nó à? Anh ném ra một cục tiền đầy thằng nhau vào, nhưng mà diệt được nó thì sao? Diệt nó rồi, công an lại đưa mình vào tầm ngắm. Anh làm gì mà sợ vào tầm ngắm của công an thế? Ai chẳng sợ công an. Anh cũng quặc tiền là cho em nhau vào còn gì. Mày thì khác, mày có chân tay, nhưng mày không đầu đất. Mày biết chừng mực, mày biết giới hạn của tự vệ chính đáng và hành hung, chứ không như mấy thằng ngựa non háu đá. Chính vì thế anh muốn mày làm đội trưởng đội trật tự trị an cho anh, để giữ bình an cho công việc làm ăn của anh. Chứ anh không cần mấy thằng phá đám khiến anh vạ lây. Em nghe mà cũng thấy mình oách rồi đấy. Anh muốn em làm gì? Tao muốn nghỉ một lúc cũng không được với mày. Đi!